Du lịch đảo Lý Sơn Quảng Ngãi, top 5 địa điểm du lịch đẹp nhất 2021. Lý Sơn, thiên đường biển đảo tại Quảng Ngãi, là địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nhưng bạn đã biết đến nét đẹp làm nên thương hiệu Lý Sơn chưa? Cùng top 5 Quảng Ngãi tìm hiểu ngay nhé! Số 1. Cánh đồng tỏi Lý Sơn. Ghé đến đảo Lý Sơn, bạn như đang được tận hưởng cái không khí của một miền quê đầy bình dị, đơn sơ, mộc mạc mà chân chất. Những cánh đồng tỏi xanh bạt ngàn cùng với bầu trời xanh ngát sẽ cho bạn những khung hình như mơ như mộng. Đến đây rồi thì bạn nên thưởng thức món ăn tỏi non xào, rất thú vị. Và bên cạnh đó thì bạn cũng có thể mua các loại tỏi khác nhau, như là tỏi tép nhỏ, tỏi cô đơn, tỏi đen, thích hợp cho việc làm quà biếu cho người thân đấy nha. Số 2 đó chính là Hang Câu. Vị trí của Hang Câu thì nằm ở thôn Đông thuộc xã An Hải. Hang Câu khắc họa như một bức tranh xinh đẹp. Một bên là sơn hùng vĩ nằm sừng sững kiên cường, một bên là thủy e áp hiền hòa giữa những làn sóng nhấp nhô nhẹ tên. Bạn sẽ choáng ngợp giữa khung trời hoang sơ thơ mộng bởi sóng và gió biển bào mòn tạo nên những gành đá có hình dáng độc lạ. Tại đây bạn cũng có thể tắm mình trong làn gió biển tươi xanh mơn mởn, nghe được thứ âm thanh mà cá lượn tung tăng vui đùa. Hang Câu thích hợp cho một khu dã ngoại, cắm trại qua đêm cùng người thân và gia đình. Tuy nhiên thì bạn nhớ xin phép trước khi cắm trại và dọn vệ sinh trước khi rời đi nhé. Số 3 chính là Cổng Tò Vò. Chạy dọc cung đường ven biển từ cảng chính đi vào cổng huyện đảo Lý Sơn, Cổng Tò Vò sẽ hiện ra trước mắt bạn và sẽ thật tuyệt vời nếu bạn đi vào khung giờ bình minh hoặc là hoàng hôn. Và khung giờ này thì bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn độ trọn vẹn của vẻ đẹp kỳ vĩ đượm chất nàng thơ mà xứ này mang lại. Là một khối đá được mài dũa từ tạo hóa, hình dáng thì cong cong, chiều cao của cổng này thì khoảng tầm 2,5m. Người dân ở đảo Lý Sơn thường bàn tán về sự xuất hiện của khối đá hình thù có 102 này là do nham thạch núi lửa đem lại. Thứ tư là đảo Bé, còn có cái tên gọi khác là An Bình. Cất cái tên lên ta nghe như liên tưởng về một xứ sở đầy bình yên vậy đó. Mà đúng thật vậy, một hòn đảo đầy bình yên giữa biển cả mênh mông. Từ đảo lớn bạn di chuyển bằng tàu mất độ khoảng 15 phút. Đảo Bé là một làng nhỏ dưới huyện đảo có gần 100 hộ dân sinh sống. Không gian buổi sáng của đảo Bé thì tĩnh mịch, cộng hưởng hài hòa của làn gió mát dịu êm. Bạn có thể đi bộ hưởng thụ không khí yên bình đặc sản này, hoặc là thuê thúng lặn ngắm san hô và thưởng thức các đặc sản siêu chất lượng như là nào vẹn, ốc hương, cua dệt, hàu non, chả cá Lý Sơn, gỏi sứa và cả chè xoa xoa thơm ngon mát mẻ. Số 5 chính là Hòn Mù Cu. Hướng về phía đông cách trung tâm huyện khoảng 3,2 km, Hòn Mù Cu hay còn gọi là đảo Mồ Côi, nằm phong trần sừng sững giữa bao la trời đất. Mang theo hai bên đường nối cùng đảo lớn là tuyến đường bê tông hóa nho nhỏ, cạnh theo gần đó là những ụ bê tông mang hình khối ngôi sao ba cánh. Ngọn hải đăng nổi trội và những gành đá được mẹ thiên nhiên khắc nhợt bóng đen. Nếu bạn thuộc tuyết người xen lùng khung cảnh vintage, hoang sơ kỳ vĩ thì chần chờ chi, hãy đến ngay nha! Cuộc sống của bạn nếu có đôi phần căng thẳng thì Hòn Mù Cu sẽ giúp bạn giải tỏa được phần nào đó. Không gian thoáng đãng, không khí mát mẻ, nhẹ bẫng cả người ngay, nhanh chóng để tận hưởng thôi nào! Like và share nếu thấy video hữu ích. Và đừng quên theo dõi top 5 Quảng Ngãi để cập nhật những thông tin thú vị khác nhé.